Xin chào quý vị đang xem kênh Bonsai Thái Bình. Hôm nay tôi trình bày cái kỹ thuật ghép cành xanh Nam Điền vào rễ của cây xanh quê. Đấy, đây là cái tác phẩm cái phôi xanh quê mới được cắt. Hiện tại thì cái xu hướng bây giờ không chơi rễ buông nhiều. Trước đây tôi có làm cái rễ buông thì ôm cái chum này. Không có chum, bây giờ rễ nó ôm chặt với chum này. Một số người là đã làm một số cái video ghép cái cành xanh Nam Điền vào các cái cành của cây xanh quê, nhưng hôm nay tôi thực hiện cái phương pháp ghép, tức là cành Nam Điền vào rễ của cây xanh quê. Đấy, sau này tôi sẽ làm một tác phẩm mini Nam Điền ôm chum này, rễ xanh quê nhưng ôm cái chặt cái lu này. Cái lu này cũng rất là to này. Đấy, xung quanh là rễ nó đã bo chặt rồi, bỏ đi rất chí. Và vấn đề ở đây là nó là ba cái nhánh rễ. Đấy, cho nên là tôi buộc tôi phải ghép làm ba mầm. Thì cái nhánh rễ này có hai cái nhánh rễ của nó dính vào nhau đây rồi. Nhưng mà cái nhánh này thì nó không dính, nếu mà ta tách cho ta chỉ ghép một nhánh thì dưới này nó không ôm trọn cái chum. Nên buộc ta phải ghép ba mầm. Thì lúc thì ta sẽ phân bố nó thành ba cái cành. Để tạo thành một cái tác phẩm mini. Đây, dưới này là nó ôm bo chặt cái chum này. Đây này thì mới cắt đi làm lại, cho nên là mới hạ thủ xuống lại chờ để phôi cho nó côn cút. Đây, cái dụng cụ để tiến hành cắt ghép thì gồm có dao này, hai con dao này để tí nữa vệ sinh cái mặt cắt này. Dao lam để tí nữa cắt các cái vết cắt nó ngọt, kìm kéo, dây buộc, cắt các cái tua bóng này ra để cuốn vết ghép, cưa. Và sau đây là tôi sẽ tiến hành tôi làm cái phương pháp này. Mọi người xem và góp ý cho tôi nhé. Vì là một mình vừa làm vừa quay cho nên là năm lúc nó bị gián đoạn do chuẩn bị kê kích. Đấy. Đầu tiên thì tôi sẽ cắt cái rễ này. Tôi sẽ cắt rời ra khỏi thân. Vì nắm cái rễ khi mà mình cắt nó vẫn còn ở dưới mặt đất mà ta thấy nó có thể sống hàng năm rồi nó xù đầu lên. Cho nên là vấn đề không đáng ngại lắm về cái việc mà cắt rời ra khỏi thân. Thì lúc gì ta ghép xong thì nó chỉ có lui cái cành nhánh ghép ấy thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi cắt. Sau khi ta cắt rồi ta lấy dao sắc vệ sinh cái mặt cắt này. Đấy,
xong khi cắt rồi, sẵn sàng ba vị trí rồi. Sẽ một đánh ghép đây, một đánh kia, và đánh lên lên ngọn. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị cái nha. Cành ghép thì ta lấy cành dạng là bánh tẻ như này. Đấy. Dạng bánh tẻ. Ta cắt hết lá đi. Cắt hết lá đi để nó đỡ phải lui. Đây là ta được một cái nhanh ghép này, những cái mặt cắt này thì ta cũng luôn lấy dao ta qua vào để nó tránh mất nước. Nghĩa là anh em chỉ bôi vào cái đầu ngọn đấy nhá, còn cái đầu ghép này ta không bôi nhá. Đấy, ta ghép ba nhánh như này. Ta chuẩn bị ba cái phôi ghép. Lên lấy những cành bánh tẻ như này là nó khỏe. Nhớ là tỉa hết lá. Anh em làm chơi ngày xưa có những cái cây mà nó ôm đá dạng dễ lôm đấy, còn bây giờ thu thấp xuống làm những cây tầm trung, các cái rễ mà nó uốn oằn tà là vằn đấy, cong keo đấy, thì ta có thể ghép được những cái tác phẩm mini rất là đẹp. Đấy, bây giờ là ta đã được ba cái cành ghép, thì để tránh nó mất nhựa thì ta tiến hành làm thật nhanh cái khâu bắt đầu ghép này, thì lấy dao lam chuẩn bị sẵn cái đồ nghề, đây là giấy bóng ta cắt ra để ta cuốn này. Đấy, dao lam mọi cái ta để sẵn đây, cái thao tác này cố gắng làm thật nhanh để tránh cây nó mất nhựa. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi ghép nha.
ghép ba cảnh vào đây, nó thành sang nó thành ba tay luôn. Đây một tay hai và đây là ngọn luôn. Đấy, bây giờ cái này mình ghép nha. Dùng dao lam ra rạch một đường nhé. Sâu của rạch người ta rạch bằng những cái chiều dài của cành ghép này. Rồi, dùng dao lam cắt vát hai bên, cố gắng cho nó ngọt.
lên cả cái mặt cắt bên trên này nha, tránh nước này. Rồi bây giờ ta này ghép cái ghép thứ hai nha. Cảnh ngọn như tôi ghép mắt nó bé hơn, mà cảnh nó bé hơn.
Bên ngoài nó nên buộc thêm cái dây này để cho nó kỳ nó chắc, chứ ni lông người ta chỉ làm cho nó kín thôi, không siết được mạnh, cái vỏ nó hơi sợ nó không ép chắc được cái phần chính, là vậy buộc thêm cái ni lông này ta buộc kéo nó chắc vào. Thì một mình vừa làm vừa quay cho nên là không quay gần được, mọi người thông cảm. Mất cái thứ ba này. Thì các bạn nhớ là cái vết mà ta cắt vỏ đấy, nó phải rộng khoảng gấp đôi cái cành ghép này thì nó mới ôm được hết và nó mới không bị hở cái vết ghép. Cái điều lưu ý các bạn có thể thay với cái giấy ni lông cuốn này bằng cái nó có cái băng băng ghép đấy, băng ghép ở mình mua nó khó mua lắm, khi đặt có thể mua ở trên mạng mới chỉ nó mua một hai thứ thôi, mình tận dụng cái có sẵn đấy.
để đảm bảo cái vị trí mặt cắt phía trên này của cái mép là quanh như vết ghép bôi keo thì nó không có nước lôi thì nó không thể xuống được, không bị quẩn như thế thì nó vào này. Đấy, trên đây là tôi vừa thực hiện xong cái việc ghép. Đấy, tôi đã ghép ba cành và ba cái đầu rễ. Ba cành và ba cái đầu rễ. Thì tương lai đây, sẽ mỗi một cái cành này là sẽ làm một tay ra. Nên cái ngọn ba cái này là ba hai tay mới một ngọn là xong. Còn một cây mini ôm chuông. Cái bước nữa rất là quan trọng đó là cuối cùng là ta phải dùng túi bóng ta phủ lại. Thì đây là ba cái cành ghép này nó ở cùng một chỗ nên tôi sẽ dùng một cái túi bóng to tôi phủ lại. Nhưng bây giờ tôi chờ một lúc để cái keo này nó khô để cho nó giữ được độ ẩm. Thì khi mà bắt đầu cái túi bóng ấy ta cho nước vò cái túi bóng, ta cho nước vào trong cho nó ướt ướt rồi mặt trong của túi bóng, sau đó ta ủ vào. Thì trong cái khoảng không lúc nào nó cũng hơi ẩm, hơi nước nó giữ được ẩm cho cành. Và một cái điều chú ý nữa là bây giờ thời tiết là rất là nắng, thì cái cây này nó ở ngoài nắng cho nên là cũng không thể bê vào chỗ râm được. Người ta sẽ tiến hành ta che đậy, tôi sẽ tiến hành tôi che ô tử tế và chờ đợi kết quả. Đây là cái chia sẻ kỹ thuật ghép cành xanh làm điền vào rễ xanh quê. Mọi người theo dõi và góp ý cho mình ở dưới những comment. Nếu mọi người thấy hay thì đăng ký và like, chia sẻ, ủng hộ để mình làm những video sau. Cảm ơn và chào, hẹn gặp lại.